Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Chúc các bạn một ngày mới khỏe mạnh, tràn đầy sức lực ạ. Và để cho gan của chúng ta khỏe mạnh thì cơ thể khỏe mạnh, chúng ta hãy uống trà táo đỏ kỳ từ sẽ làm giải được độc tố trong gan và kéo dài tuổi thọ nhé. Và mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Để làm loại nước uống này thì các bạn chuẩn bị cho mình từ 3 đến 5 quả táo đỏ và một ít kỳ từ các bạn nhé. Các bạn biết rằng cơ thể của chúng ta thì gan chiếm một bộ phận rất là quan trọng nhé. Lá gan là một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể con người. Với chức năng của gan mà kém sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bởi gan giúp chúng ta lưu trữ carbon hydrate dưới dạng glycogen nhé và chuyển hóa thành gluco. Khi vào cơ thể sẽ để hấp thu vào trong máu ạ, hấp thụ vào trong máu nhé. Hơn nữa gan giúp chúng ta cân cân bằng lượng đường huyết và bổ sung năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể ạ. Ngoài ra gan là cơ quan quan trọng nhất và thiết yếu giúp chúng ta đào thải được các độc tố ra khỏi cơ thể, cho nên khi chế độ dinh dưỡng khoa học với những thực phẩm an toàn đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì chức năng của gan và để cho gan khỏe mạnh là chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý ạ. Với hai thành phần đó là táo đỏ và kỳ từ sẽ làm hai thành phần bảo vệ gan của chúng ta, thải độc tố, cải thiện quá trình tuần hoàn máu, làm sạch nguy cơ làm giảm các nguy cơ gây ung thư nhé và kéo dài tuổi thọ. Bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc cũng đã khuyên chúng ta nên thường bổ sung hai loại thực phẩm này trong chế độ dinh dưỡng của chúng ta nhé. Thứ nhất là kỳ từ mang đến rất là nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe vì nó có chứa rất nhiều các chất nhé, chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng giúp chúng ta quản lý được lượng đường trong máu và nuôi dưỡng bảo vệ hiệu quả hơn ạ. Đối với kỳ từ chứa hàm lượng vitamin B2, caroten và các khoáng chất như sắt, kẽm, phosphor ạ, giúp cải thiện chức năng tim mạch, giảm chết hay là cao huyết áp bạn và phòng ngừa ung thư nhé. Và nguyên liệu thứ hai đó là táo đỏ các bạn ạ. Táo đỏ thì trong đông y có chứa nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, giúp chúng ta an thần, bổ máu, lợi khí và bảo vệ chức năng gan của chúng ta nhé. Với những tác nhân gây hại thì táo đỏ sẽ làm sạch nó một cách tốt nhất ạ. Táo đỏ chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C nên táo đỏ cũng giúp chúng ta chống lão hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư, cải thiện chức năng sinh lý của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ rửa ba hai cái nguyên liệu này nhé. Các bạn biết rằng mình sợ có cái chất bảo quản ấy thì chúng ta nên rửa qua cái phần nguyên liệu này đi. Táo các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Mình thái nát ra, khi mình đun nước ấy nó sẽ ra được nước hết. Những nguyên liệu này thì rất dễ rồi, chúng ta có thể hay dùng để trong nấu ăn ạ. Mình làm những món hầm ấy thì chúng ta hay dùng táo đỏ và kỳ tử nhé. Các bạn muốn mua nhiều, chúng ta có thể đến các cửa hàng đông y các bạn ạ, các nhà thuốc đông y thì lúc nào cũng có bán những cái nguyên liệu trong thuốc đông y này nhé. Các bạn chuẩn bị một cái xoong cho mình và mình sẽ cho vào đây phần táo đỏ này. Rồi bây giờ mình sẽ đun nước lên các bạn nhé. Các bạn cho mình vào đây 500 ml nước ạ. Mình sẽ đun sôi 10 phút nhé.
Đấy các bạn, khi mà mình đun nó đã được 10 phút rồi, các bạn sẽ tắt bếp đi cho mình nhé. Và mình ủ đây một lúc để cho nó nguội bớt đi thì mình mới lấy ra để uống nhé. Khi mình để cái phần nước nó còn hơi bốc lên một ít các bạn nhé, ấm nhé, mình sẽ lấy ra là có thể uống được ạ. Các bạn có thể múc ra cái bát hoặc là mình cho vào cốc mình uống nhé. Mình đun uống trong ngày các bạn ạ, các bạn uống liên tục cho mình một tuần thì cái tình trạng gan của chúng ta sẽ đảm bảo sạch hơn rất là nhiều ạ. Mình uống sau khi ăn khoảng 30 phút nhé, để tránh cái tình trạng này. Nhiều lúc chúng ta uống trước những cái loại nước này trước khi ăn ấy, cảm giác là khó chịu ấy ạ. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất là dễ uống ạ, nó như là một loại thuốc bổ thôi, rất là ngon nhé, ngọt ngọt của táo và kỳ tử. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách làm trà kỳ tử táo đỏ giúp chúng ta bổ gan, cải thiện tuần hoàn máu và giúp cho chúng ta sạch độc tố nhé, kéo dài tuổi thọ ạ. Đây là một loại trà rất là dễ uống mà lại tốt cho sức khỏe. Trong chế độ dinh dưỡng thì chúng ta nên bổ sung thêm loại thực phẩm này vào chế độ của chúng ta nhé. Và nhớ là mình uống nước và kết hợp với ăn uống điều độ ạ. Chúng ta tránh những cái thực phẩm là như là dầu mỡ quá nhiều hay đồ ăn sẵn chế biến sẵn đấy các bạn ạ. Những cái thực phẩm không lành mạnh ấy thì chúng ta nên hạn chế nhé. Nhất là đối với các bác, các ông bà có tuổi ấy, thì cái tình trạng gan của chúng ta hay bị nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì những độc tố trong gan rất là nhiều. Chúng ta có thể bổ sung những thực phẩm lành mạnh và mình uống kết hợp với trà táo đỏ kỳ tử này thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều ạ. Không những chế độ ăn uống của chúng ta quan trọng mà khi đó chúng ta cần phải kết hợp với thể dục thể thao nhé. Cố thành khi chúng ta có bận đến mấy thì chúng ta hãy bỏ ra độ 1 giờ đồng hồ hoặc 30 phút một ngày để chúng ta có thể thể dục thể thao như đi bộ rất là tốt ạ. Hoặc các bạn có thể là tập yoga hay là chúng ta bơi, nhảy cầu lông hay là tập aerobic nhé, với những môn thể thao lành mạnh ạ. Và nếu mà có thời gian chúng ta có thể đạp xe xung quanh rất là thư giãn ạ. Như vậy là trên đây thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi ạ. Và chúc các bạn có sức khỏe tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ. Chúc các bạn khỏe mạnh ạ.